Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi đựng điện thoại hình hoa xinh xắn như thế này ha Đây là mặt sau nè Còn đây là mặt trước Thì đối với mẫu này ở phần thân dưới mình sẽ phối hoa trực tiếp vào trong thân ha Phần khóa thì sẽ trang trí thêm họa tiết nè Có gắn thêm dây đeo đối với những bạn nào mà thích đeo bên hông ha Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size Mình có thể để điện thoại hoặc là một số phụ kiện cá nhân vào bên trong và mình sẽ khóa lại ở cái phần họa tiết trang trí ha Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết Đầu tiên thì các bạn cần móc cho mình hai cái họa tiết ô vuông tương tự như nhau như thế này Và móc luôn hoa trực tiếp vào nè Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái mẫu này trước ha Tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 8 mũi móc đơn ha mũi móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy mũi móc đơn thứ tám sau khi có được 8 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi mình sẽ nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại sau đó mình sẽ kết thúc vòng ha ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình móc á móc vào đây cho mình một mũi dời để không có bị điểm g khi mình kết thúc mỗi vòng thì kéo dài sợi len sau đó ta guốc lại cho cái mũi dời mình vừa kết thúc nhỏ lại đây thì cái phần này mình sẽ không bị điểm g ha từ đây móc lên hai mũi móc xích các bạn sẽ dùng tay và mình cuốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại nè nó khít thật khít lại ha sau đó mình sẽ móc dấu cái sợi len thừa này ở vòng móc thứ hai luôn. Vòng móc thứ hai mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc. Vòng móc thứ nhất là có 8 mũi móc đơn tạo ra 8 chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai mỗi chân móc 2 mũi kép đơn. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng thứ nhất ha. Móc 2 mũi kép đơn nè. Khi móc nhớ giấu luôn cái sợi len thừa vào trong mũi móc Chân thứ hai cũng tương tự, hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân thứ ba cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho hết 8 chân móc đó ha. Chân thứ 8 nè, cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng chân móc Sau khi kết thúc vòng móc thứ hai thì ta sẽ có được tổng cộng là 16 mũi kép đơn. Để kết thúc thì các bạn đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Đây là chân của mũi kép đơn đầu tiên ha. Móc vào một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Mình sẽ hoàn tất phần nhụy ở hai cái vòng móc như thế này. Và mình sẽ thay màu để tạo hoa và cái phần nền cho túi ha. đối với hoa và nền thì mình sẽ sử dụng hai màu các bạn sẽ sử dụng cho mình hai cái đầu sợi len nè một đầu màu đỏ mình làm cánh hoa ha các bạn sẽ sử dụng đầu làm cánh hoa mình sẽ trừ một đoạn len vừa đủ dài sau đó ta đưa vào cái phần nhụy màu trắng ở cái sợi len thừa mà mình vừa kết thúc phần nhụy á phía trước nó là chân móc mình móc mũi dời kết thúc thì ở phía sau là cái chân của mũi dời kết thúc là cái chân mà mình guốc lại cho nó nhỏ á ta sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dơi đó sau đó các bạn kéo cho mình sợi len làm cánh hoa qua chân móc từ đây móc lên 3 mũi móc xích 1 2 và 3 được 3 mũi ta sẽ tính là một mũi ở đây rồi ha tiếp tục cái chân móc của cái mũi đầu tiên móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc là cái chân của mũi kép đơn phía dưới đó. đối với cái mũi thứ hai á các bạn sẽ đưa cho mình sợi len làm nền á sợi len màu hồng ra phía sau chưa một đoạn vừa đủ dài ha sau đó mình sẽ móc mũi kép đơn thứ hai vào cái chân móc đó và lưu ý khi móc nhớ dấu sợi len màu hồng vào trong mũi móc một cánh của mình nó sẽ có 3 mũi móc thì đến cái mũi móc thứ ba này các bạn thả sợi len màu đỏ và thay sợi len màu hồng lên kim sau đó kéo qua hai đường trên kim như vậy là ta đã thay được màu nè cánh đầu tiên của mình nó sẽ hoàn tất cái chân phía dưới với ba mũi một mũi là ba mũi móc xích đầu tiên và hai mũi là mình vừa móc vào chân móc ha sau đó tiếp tục từ cái cánh này cho đến cái cánh tiếp theo nó sẽ cách nhau là một mũi màu hồng các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc kế bên một mũi kép đơn màu hồng và lưu ý nhớ giấu tất cả các sợi len thừa vào trong mũi móc móc vào đây một mũi kép đơn nhưng lưu ý nè từ cái mũi màu hồng này mình sẽ tiếp tục thay cái màu đỏ để mình móc cái phần cánh ha ta được một mũi màu hồng để mình cách cái khoảng cách rồi nè. Thì tiếp tục tạo cho mình một cánh ở cái chân móc kế bên. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc kế bên ba mũi kép đơn ha. Ba mũi kép đơn màu đỏ nè. Kép đơn đầu tiên vào cùng chân móc nha. Giấu tất cả các sợi len thừa nè. Kép đơn thứ hai. Và mũi kép đơn thứ ba. Ở cái mũi kép đơn thứ ba á là nó sát với cái mũi màu hồng cho nên khi các bạn kéo qua hai chân lần thứ nhất còn lại hai chân cuối cùng thì mình sẽ thay sợi len ha kéo qua hai chân lần thứ hai nè như vậy là ta hoàn tất được cánh thứ hai cánh thứ hai cách nhau là một mũi màu hồng nên chân kế bên sẽ móc cho mình một mũi kép đơn mũi kép đơn này cũng thay màu để mình chuyển qua cánh thứ ba ha thả sợi len màu hồng thay sợi len màu đỏ kéo qua hai đường trên kim sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Chân móc, móc cánh hoa thì mình móc 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Sau đó cách nhau là một mũi màu hồng ha. 3 mũi màu đỏ nè. Vào cùng một chân móc. Mũi thứ hai. Và mũi thứ ba. Mũi thứ ba sẽ sát mũi màu hồng cho nên mình sẽ thay màu. Thả sợi lên màu đỏ, đưa sợi len màu hồng lên kim. Kéo qua hai đường trên kim. Sau đó từ cánh hoa này đến cánh hoa kia cách nhau là một mũi màu hồng. Và mũi màu hồng này nó cũng là cái mũi sát cánh nè, thì mình cũng thay màu ha. Các bạn cứ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng nè. Mỗi cánh thì sẽ móc 3 mũi kép đơn và cách nhau là một mũi màu hồng ha. Sau khi hoàn tất hết vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 8 cánh và kết thúc cũng còn một chân móc cuối cùng là chân của mũi màu hồng ha. Móc vào đó mũi kép đơn và nhớ thay màu. Sau khi thay màu thì mình sẽ kết thúc cái vòng này. Đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi ta gây nên đầu tiên ha. Móc vào đây một mũi dời. Khi các bạn móc mũi dời thì đưa cho mình sợi len màu hồng vào giữa kim với lại cái sợi len màu đỏ nè. Đây đưa sợi len màu hồng để đưa cái sợi len lên phía trên ha. Để mình giấu cho nó dễ. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái vòng tạo cánh hoa đầu tiên ha. Những cái cánh của mình nó sẽ có 3 mũi kép đơn và ở cái cánh đầu tiên lưu ý nè ba mũi xích đầu tiên được tính là một mũi với hai mũi là ba mũi ha nó cũng bằng với kích thước của các cánh còn lại và phía sau nè dấu lên thừa nè tiếp tục đến hàng móc kế tiếp thì các bạn sẽ móc lên cho mình ba mũi móc xích lúc này mình đã có được cái sợi len màu đỏ lên kim rồi nè móc cho mình lên ba mũi móc xích mình sẽ tăng cái độ rộng của phần cánh hoa ở phía dưới mình có ba mũi móc thì bây giờ mình sẽ móc lên bốn mũi mũi đầu tiên đâm kim vào chân của mũi kép đơn ở hai mũi kép đơn mà ta móc vào cùng chân móc thì cái chân đó móc cho mình hai mũi kép đơn còn lại một chân móc màu đỏ thì mình móc một mũi kép đơn vào chân móc màu đỏ đó ha nhớ là chân móc màu đỏ này nó sát cái mũi màu hồng cho nên các bạn sẽ thay màu cho mình như vậy là cánh hoa của mình nó sẽ tăng lên được một mũi nè ba mũi xích được tính là một mũi với cái mũi tăng nằm chính giữa và mũi ở phía ngoài là mình có bốn mũi. Tiếp tục đến vị trí màu hồng thì mình sẽ tăng một mũi ở đây. Các bạn sẽ móc cho mình ở cái chân màu hồng này hai mũi kép đơn. Mũi kép đơn thứ hai mình sẽ thay màu để mình móc cái phần cánh ha. Đây thì khoảng cách của nó nó sẽ tăng lên là hai mũi màu hồng nè. Cánh là bốn mũi còn cái phần khoảng cách là hai mũi ha. Mình sẽ móc tương tự cho đến cuối. Ở đây mình có 3 chân màu đỏ nè, thì chân đầu tiên mình móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai mình sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tức là mình tăng ở chân nằm chính giữa ha. Và còn lại chân móc cuối cùng thì mình sẽ móc một mũi kép đơn. Và chân cuối cùng này nó sát cái mũi màu hồng nên ta sẽ thay màu. Như vậy là phần cánh của mình cũng tăng lên được một mũi nè, ta sẽ tăng ở một chân móc bất kỳ, mình sẽ tăng ở chân nằm chính giữa cho nó đều ha sau đó tiếp tục ở khoảng cách màu hồng thì mình cũng tăng thêm một mũi tức là chân màu hồng đó móc hai mũi kép đơn đây khoảng cách hai mũi nè mũi đầu tiên thì mình móc bình thường mũi thứ hai thì ta sẽ thay màu để mình móc cánh tiếp theo ha đây mình sẽ móc tương tự cho đến hết vòng làm lại một lần nữa cho các bạn dễ hình dung nè ba chân màu đỏ thì chân đầu tiên một mũi kép đơn chân thứ hai hai mũi kép đơn để tăng một mũi và chân thứ ba mình móc một mũi kép đơn. Cái mũi kép đơn này á nó gần với mũi màu hồng nên ta sẽ thay màu. Chân của mũi màu hồng thì móc 2 mũi kép đơn màu hồng. Mũi kép đơn đầu tiên thì móc bình thường, mũi thứ hai thì sẽ thay màu để mình móc cái phần cánh. Sau khi hoàn tất được đến cuối vòng rồi thì ở cái chân móc cuối cùng cũng là chân màu hồng, móc cho mình 2 mũi kép đơn vào chân màu hồng đó. Mũi đầu tiên thì móc bình thường, mũi thứ hai thì mình sẽ thay màu. Sau đó kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi xích thứ ba tính từ dưới lên. Móc vào đó một mũi dời, đưa cái sợi len màu hồng lên trên kim một tí ha để cho nó nằm lên hàng bên trên. Móc vào đây một mũi dời nè. Móc lên một mũi móc xích thì hai vòng móc này nè, nó sẽ giúp cho mình tạo ra được cái độ rộng bề ngang cho cái phần túi của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái độ bo cho phần cánh ở phía trên. Các bạn để ý cho mình nè. Ở cái phần cánh màu đỏ thì mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc. Một đường nằm bên dưới và một đường nằm ở bên trên nè. Thì cái phần cánh mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên trên. Còn đối với cái phần khoảng cách là những cái chân móc màu hồng thì mình sẽ móc luôn vào chân móc ha. Đây. Phần cánh thì móc vào cái đường nằm bên trên nè Còn cái phần khoảng cách này mình móc vào luôn chân móc Đối với phần cánh đầu tiên nó khác với các cái cánh còn lại Là ban đầu mình có gây nên 3 mũi móc xích Để cái mũi móc xích thứ ba mình làm một mũi Thì các bạn sẽ đâm cho mình vào cái chân của mũi sát đây nè Mình móc vào đó một mũi móc đơn trước ha Khi móc nhớ gió lên màu hồng nha sau đó từ chân thứ hai là cái đường nằm bên trên của cái mũi kép đơn á móc cho mình vào đây nè vào đường nằm bên trên ha, móc một mũi nửa kép. Và một mũi kép đơn cũng vào cái chân móc đó luôn. Để mình tăng cái độ cao cho cái mũi móc ha. Còn lại hai chân móc kế tiếp thì mình sẽ móc ngược lại so với ba cái mũi mà mình vừa móc ở đây. Tức là chân kế bên mình sẽ móc mũi kép đơn. Và mũi nửa kép vào cùng chân móc. Sau đó là một mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng. Đây, mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng Nhớ màu đỏ mình sẽ móc vào đường nằm bên trên nha Và cái mũi này nè, nó sẽ sát với cái phần mà mình tạo khoảng cách Tức là cái chân màu hồng á Cho nên khi các bạn kéo len qua chân móc thì mình sẽ thay màu Để mình móc cái phần khoảng cách màu hồng ha Kéo qua hai đường trên kim nè Như vậy là phần cánh của mình nó sẽ tạo ra được một cái độ bo như thế này Nó nổi lên bên trên ha Tiếp tục sẽ là hai chân móc màu hồng. Thì chân đầu tiên các bạn móc cho mình vào đó một mũi dời. Chân thứ hai mình cũng móc vào đó một mũi dời, nhưng mà chân thứ hai nó sát với cái phần cánh, mình sẽ thay màu ha. Đâm kim vào chân thứ hai và thả sợi len ra, thay màu đỏ lên. Kéo vào đây một mũi dời. Đây, như vậy là khoảng cách của mình sẽ có hai mũi dời như thế này. Các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến hết ha. Mình sẽ lặp lại một lần nữa nè. Lúc này mình sẽ có bốn chân móc, thì cái chân móc đầu tiên ở phần cánh móc vào một mũi móc đơn nhớ là phần cánh thì mình sẽ móc vào chân bên trên ha chân thứ hai sẽ móc một mũi nửa kép và một mũi kép đơn và khi móc dấu lên thừa vào trong mũi móc chân thứ ba mình sẽ móc ngược lại một mũi kép đơn và một mũi nửa kép chân móc thứ tư mình sẽ móc mũi móc đơn và chân móc thứ tư sát với cái phần khoảng cách nên mình sẽ thay màu ha ta hoàn tất được phần cánh thứ hai rồi nè thì tiếp tục cái khoảng cách thì có hai chân màu hồng chân đầu tiên móc một mũi dời vào luôn chân móc chân thứ hai cũng móc mũi dời nhưng lúc này mình sẽ thay màu đây ta sẽ hoàn tất được cánh thứ hai móc tương tự cho đến hết vòng mình lặp lại một lần nữa ha. Chân đầu tiên của cánh một mũi móc đơn. Sau đó chân thứ hai là một mũi nửa kép và một mũi kép đơn. Chân thứ ba sẽ là mũi kép đơn và một mũi nửa kép. Chân thứ tư sẽ là mũi móc đơn. Mũi móc đơn này nhớ thay màu. Sau đó đến hai chân màu hồng thì chân đầu tiên móc một mũi dời. Chân thứ hai móc một mũi dời nhưng lưu ý thay màu và làm tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi móc đến cuối vòng rồi nè thì hai chân móc cuối cùng cũng là hai chân khoảng cách của cánh là hai chân màu hồng thì chân đầu tiên cũng móc một mũi dời. Chân thứ hai cũng móc một mũi dời nhưng mà mình sẽ thay màu ha. Lúc này sợi len của mình đang là màu đỏ. Để kết thúc cái vòng này đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên ở cái cánh đầu tiên. Móc vào một mũi dời. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được cái phần tạo cánh hoa phía dưới nè, tạo nguyên một cái hoa rồi ha thì lúc này mình sẽ không cần màu đỏ nữa móc lên một mũi móc xích và mình sẽ cắt sợi len màu đỏ đi ha ta sẽ có được một cái mẫu hoa như thế này thì bây giờ mình sẽ tạo cái họa tiết ô vuông ở phía sau khi quay phía sau lại nè thì các bạn sẽ thấy cho mình ở những cái cánh của màu đỏ á, nó sẽ chưa ra một cái hàng móc như thế này mình có bốn chân móc thì mình sẽ sử dụng ba chân móc của cái họa tiết cánh hoa này ha ba cái đường nằm phía sau này nè còn các cái khoảng cách màu hồng thì mình móc sử dụng luôn chân móc lúc này sợi len của mình màu hồng đang vẫn còn nè mình sẽ đâm kim vào cái chân móc của mũi dời ta vừa kết thúc màu đỏ là cái chân ở phía sau của sợi len thường ha kéo sợi len màu hồng qua cái chân móc này móc lên một buổi móc xích sau đó mình lật ở cái cánh đầu tiên cánh đầu tiên của mình lúc này các bạn chỉ thấy ba đường móc thôi do ban đầu mình có móc lên 3 xích á, nên lúc này các bạn thấy ba đường thôi thì ba đường đó hai đường đầu tiên móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn được hai mũi móc đơn vào hai chân còn lại chân thứ ba móc một mũi nửa kép ta tăng được cái độ cao cho mũi móc rồi nè thì các bạn di chuyển kim cho mình đến cái chân móc mà mình móc mũi dời á đây hai cái chân móc của cái phần màu hồng mà mình móc mũi dơi vào đó nè thì mình sẽ móc luôn vào chân móc đó ha chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn cùng chân móc vào cái chân móc mà mình móc mũi dơi luôn hả sau khi có được hai mũi kép đơn vào cùng chân móc đầu tiên đó thì móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục cái chân thứ hai cũng móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc thì ở đây mình sẽ tạo ra được một cái góc nè Cái mũi của mình đang là mũi kép đơn ha Thì bây giờ mình sẽ hạ cái độ cao của mũi móc Lúc này mình sẽ đưa kim ra phía sau của cái cánh này Đẩy cho mình cái phần cánh ra phía trước nè Mình sẽ thấy có bốn cái chân móc Đây bốn cái chân móc này thì chọn cho mình ba chân ha Mình sẽ bỏ qua chân đầu tiên và lấy ba chân cuối cùng nè Đâm kim vào chân thứ hai đó móc một mũi nửa kép Sau đó sẽ là hai mũi móc đơn Thì lúc này mình đã hạ cái độ cao của mũi móc rồi nè ở phía sau của mỗi cánh lưu ý nhớ là mình sẽ có một mũi nửa kép và hai mũi móc đơn ha. Và cái mũi xác đó nó sẽ tùy thuộc vào cái mũi ở cái khoảng cách của mỗi góc. Lúc này khi đã tạo được cái góc đầu tiên rồi thì tiếp theo sẽ là khoảng cách này. Khoảng cách này thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Cũng là hai cái chân móc mà ta móc mũi dời để tạo phần cánh luôn ha. Đây. Sau khi đã có được ba mũi móc đơn ở vị trí này thì tiếp tục ở cái cánh phía sau nè. Lật cho mình cái phần cánh, mình cũng chọn ba chân móc cuối cùng ha. Bỏ qua chân đầu tiên nè. Lúc này cái mũi của mình đang làm mũi đơn thì các bạn sẽ móc cho mình hai mũi đơn ở mỗi chân trước nè. Sau đó sẽ là một mũi nửa kép ở chân thứ ba. Tăng độ cao của mũi móc ha. Khi tăng được độ cao của mũi móc thì tiếp tục ở cái khoảng cách giữa hai cánh tiếp theo mình sẽ móc một cái góc góc của mình tương tự như góc này. Chân đầu tiên ta sẽ móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn đầu tiên và kép đơn thứ hai, sau đó tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Và chân thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Ta sẽ tạo được cái góc thứ hai ha. Đây, thì các bạn để ý cho mình nè. Mình có 8 cánh thì có 8 cái khoảng cách Đám cái khoảng cách đó các bạn cứ móc xen kẽ cho mình một khoảng móc 3 mũi móc đơn và một khoảng thì mình sẽ tạo cái góc nè. Đây, cứ một khoảng là tạo góc, một khoảng là móc mũi móc đơn ha. Còn phía sau cánh thì mình sẽ có 3 mũi, hai mũi đơn và một mũi nửa kép. Và thứ tự của ba mũi này nó sẽ thay đổi xen kẽ ha. Các bạn cứ móc cho mình tương tự như vậy cho đến hết vòng nè. Cái phần cánh bo công của mình nó sẽ lộ lên bên trên ha. Móc tương tự cho đến hết vòng. Khoảng cách mình vừa móc là tạo cái góc vuông rồi thì đến khoảng cách kế tiếp sẽ là mũi móc đơn ha. Lúc này từ cái góc vuông này cho đến phía sau của cánh mình sẽ hạ độ cao mũi móc. Móc một mũi nửa kép. Sau đó là hai mũi móc đơn. Tiếp tục sẽ là khoảng cách giữa hai cánh tiếp theo. Thì khoảng cách này nó xen kẽ với cái này, là góc rồi thì bây giờ mình sẽ móc 3 mũi móc đơn. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn, và chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc mình sẽ có được 3 mũi móc đơn ở cái khoảng cách này ha từ khoảng cách này cho đến cái cánh tiếp theo là mình đang có mũi đơn rồi nè thì bây giờ mình sẽ tăng cái độ cao của mũi móc thì phía sau cánh này mình sẽ có hai mũi móc đơn trước sau đó mới đến một mũi nửa kép ha nửa kép rồi thì tiếp tục khoảng kế tiếp mình sẽ tạo góc vuông tăng độ cao của mũi móc nè móc 2 mũi kép đơn vào chân đầu tiên sau đó móc lên một mũi móc xích và hai mũi kép đơn vào chân thứ hai tiếp tục hạ độ cao của mũi móc ở phía sau cánh tiếp theo ha và làm tương tự cho đến hết khi hoàn tất đến cuối vòng thì phía sau các bạn sẽ thấy được một cái ô vuông như thế này đến cái khoảng cách cuối cùng á thì khoảng cách này nó khác với các khoảng cách khác các bạn chỉ móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn thôi ha chân đầu tiên một mũi móc đơn nè và chân thứ hai móc một mũi móc đơn sau đó ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình bắt đầu móc tạo cái họa tiết ô vuông ở phía sau á móc vào đó một mũi dời từ đây mình sẽ móc lên ba mũi móc xích 3 mũi này được tính là một mũi móc ha ta hoàn tất được cái họa tiết ô vuông ở phía sau rồi nè thì bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết ô vuông cho nó đều lại bằng các cái chân móc mà mình tạo ở phía sau này thì các cái cánh vòm này nè nó sẽ nằm ở bên trên ha mình sẽ không có liên quan gì đến những cái cánh bên trên nữa ta sẽ móc thêm một hàng mũi kép đơn để cho cái họa tiết ô vuông của mình nó đều hơn nè móc cho mình vào cái chân của mũi móc đơn ở phía dưới là cái chân mình vừa kết thúc cái mũi dời á móc vào chân đó một mũi kép đơn sau đó lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại cứ mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cái góc ha khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến cái phần góc góc của mình là hai kép đơn một mũi xích và hai kép đơn nè thì cái góc đó nó có cái khoảng cách cái khoảng trống của cái mũi xích ở chính giữa thì ta sẽ móc vào cái khoảng trống này ha hai mũi kép đơn vào khoảng trống sau đó móc lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào cùng khoảng trống đó như vậy là ta sẽ có được cái góc đầu tiên cho cạnh vuông của mình đây di chuyển kim đến các chân bên cạnh này mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cái góc thứ hai ha Lưu ý ở cái chân móc đầu tiên của cạnh nè, các bạn rất là dễ bị bỏ qua ha, do cái độ dày của cái góc nó hơi dày nên rất là dễ bị bỏ qua cái chân đầu tiên nè. Chân đầu tiên là cái chân sát cái góc ha. Sau khi móc đến được cái góc vuông thứ hai thì góc đó các bạn cũng làm tương tự. Móc vào cái khoảng trống của mũi móc xích này nè, hai kép, một xích và hai kép ha để mình tạo cái góc thứ hai. ta sẽ có là hai mũi kép vào khoảng trống này nè. Sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục hai mũi kép nữa vào cùng cái khoảng trống đó ha. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Đây, mình có góc thứ hai. Móc tương tự cho đến cuối. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên nha. Đây, chân của mũi kép đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích kéo và các len. Thì ở đây mình móc hai mũi móc đơn ở hàng phía dưới thôi nè. Lúc này mình móc kết thúc ở cái chân của mũi kép đơn chứ không phải là mũi xích thứ ba. Thì cái chân của mũi dời nó được tính là một mũi móc ha. Nó sẽ giúp cho tổng số mũi móc của cái hàng mà mình vừa kết thúc bằng với tổng số mũi móc của các cạnh còn lại. Lúc này các bạn sẽ tiến hành cắt len ha. Mình sẽ hoàn tất được họa tiết ô vuông như thế này. Đối với mẫu túi của mình các bạn sẽ móc cho mình hai họa tiết ô vuông tương tự giống như nhau. Sau đó mình sẽ tiến hành nối các cái họa tiết ô vuông lại và mình móc lên phần thân ha. Cánh thì các bạn sẽ canh chỉnh cho nó đều lại nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành chập hai cái họa tiết ô vuông lại với nhau và mình sẽ khâu ha. Để cho cái phần thân của mình nó được đều hơn thì khi các bạn chập cho mình hai cái mặt lại á, ta sẽ đưa hai cái cạnh mà các bạn kết thúc hàng á, mình sẽ chập lại cho nó song song với nhau nè sau đó sẽ khâu ba cạnh và trừ một cạnh cuối cùng ở đây ha các bạn sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu một đầu của đoạn len mình sẽ tạo một nút tạo một nút giống như cách các bạn sử dụng kim móc để mình tạo thôi ha ở đây mình dùng tay để tạo luôn nè khi đã có được một nút rồi các bạn chập cho mình hai cái mặt hoa lại với nhau hai mặt trái của hoa lại Ta đâm kim vào cái góc của cái họa tiết đầu tiên trước Sau đó mình đâm kim luôn vào cái à, nút mà mình tạo ở đây Để mình khóa lại một đầu ha Guốc lại cho cái khóa của mình nó nhỏ lại nè Đẩy cái sợi len ra phía sau ha Mình sẽ đưa cái đầu kim vào cái góc mà mình chập với cái góc này ha Sau đó đâm kim vào cái khoảng trống của cái góc đó luôn Đây đâm kim vào nè Và đâm kim vào cái khoảng bên này luôn lúc này để cho cái phần thân túi của mình khi khâu nó được đẹp hơn á các bạn sẽ khâu cho mình ở đường mép bên ngoài của mỗi chân móc ha các cái chân móc tương ứng thì mình cứ đâm kim vào cái đường bên ngoài của những chân móc tương ứng với nhau đây đường bên ngoài nè và đường bên ngoài của chân kế bên ha khâu lại khi khâu thì nhớ guốc cho cái sợi len của mình nó khít lại sau đó mình sẽ khâu tương tự cho các chân còn lại cho đến cái góc tiếp theo sau khi mà mình đã khâu được đến góc nè Đến phần góc thì các bạn có thể đâm kim cho mình vào cái khoảng trống của góc cũng được Hoặc mình cũng có thể đâm kim vào cái đường bên ngoài của chân móc xích ha Ở đây mình đâm kim luôn vào khoảng trống nè Khâu lại Sau đó tiếp tục mình sẽ khâu ở các cái đường móc bên ngoài của hai cái mặt kế tiếp ha Và các bạn sẽ khâu cho mình ở ba đường Tương tự như cái đường mình vừa tạo nè Sau khi đã khâu cho mình được ba cạnh của họa tiết ô vuông rồi, còn một cạnh cuối cùng thì mình sẽ làm khoảng trống để mình có thể luồn sản phẩm vào ha. Ta hoàn tất được cái phần thân dưới rồi nè. Lúc này mình sẽ gút lại và giấu cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc. Đoạn cuối cùng thì cũng đâm kim vào cái khoảng trống luôn ha. Sau đó giấu cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc nè. Từ đây mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân trên ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Sau đó kéo sợi len dài để thành một nút Khi có được một nút rồi Mình sẽ đâm kim ở một trong hai bên hông ha. Mình sẽ chọn một bên hông nè Ta sẽ đem kim vào đường móc nằm bên ngoài Của cái chân mũi móc xích Ở bên này Sau đó mình tiếp tục đâm kim vào đường bên ngoài Của chân mũi móc xích kế bên này ha tức là hai cái góc này nó có hai cái chân móc xích nè mình sẽ đâm kim vào hai chân đó luôn sau đó các bạn sẽ kéo nút mình vừa tạo qua hai cái chân móc này từ đây móc lên 3 mũi móc xích sau đó mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống của cái ô vuông đầu tiên ta cũng có thể đâm kim vào chân móc cũng được ha hoặc là khoảng trống cũng được chân móc thì đâm kim vào chân móc xích hoặc là khoảng trống thì mình đâm kim vào khoảng trống nè sau đó các chân móc kế bên thì mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và khi móc nhớ dấu sẽ lên thừa ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cái góc tiếp theo bên này. Sau khi đã móc được đến cái góc đối diện bên này rồi nè, thì ở cái góc này các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống của ô vuông mà mình đang móc á, móc vào đó một mũi kép đơn trước. Sau đó mình sẽ tiến hành chập ở chính giữa lại ha. Móc vào khoảng trống một mũi kép đơn trước nè. Sau đó mình sẽ lần lượt đâm kim vào hai cái chân móc nằm bên ngoài của hai cái mũi móc xích á. Trước tiên là mình sẽ lấy len lên kim ha. Sau đó ta đâm kim vào đường bên ngoài của chân móc xích ở ô vuông bên này. Đồng thời đưa kim ra bên ngoài và đâm kim vào cái đường bên ngoài của chân móc xích kế bên của ô vuông kế bên á. Sau đó mình kéo qua hai cái đường trên kim trước. Móc vào đây mũi kép đơn. Và tiếp tục khoảng trống của cái ô vuông bên này cũng móc một mũi kép đơn. Thì như vậy là ở cái phần nối này mình sẽ có được ba cái mũi kép đơn ha. Các cạnh còn lại thì mình sẽ làm tương tự như cạnh mình vừa móc, mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì cái khoảng trống của cái góc vuông cuối cùng này cũng móc một mũi kép đơn ban đầu mình gây nên 3 mũi móc xích và ta đâm kim vào hai cái đường móc nằm bên ngoài của hai cái chân móc xích ở góc rồi thì lúc này các bạn sẽ không cần phải á, á, móc vào cái chân móc đó nữa ha. Ta sẽ kết thúc bằng cách đâm kim vào chân của mũi xích thứ ba tính từ dưới lên, tức là cái mũi xích sát với cái mũi kép đơn á móc vào đó một mũi dời. Ba mũi xích này được tính là một mũi móc ha, móc lên ba mũi móc xích tiếp tục chân móc đầu tiên sẽ là chân của mũi kép đơn nhé móc vào đó một mũi kép đơn ba mũi xích này được tính là một mũi rồi nè thì mình sẽ có mũi thứ hai sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng và mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa móc cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của phần thân túi ha cứ mỗi hàng móc thì lên ba mũi móc xích và kết thúc sẽ đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên ta sẽ tạo được độ rộng cho phần miệng túi nè móc cho đến khi đạt được chiều cao của phần thân túi. Sau khi đã hoàn tất cho mình được chiều cao của phần thân túi rồi, thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi đơn ở đây để mình có thể viên lại cái phần miệng túi ha. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì chân móc đầu tiên ở mũi móc đơn sẽ là cái chân mà mình móc cái mũi xích thứ ba. Sau đó tiếp tục là chân của mũi kép đơn ha và móc tương tự cho đến cuối vòng. Đến điểm kết thúc thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời và móc lên một mũi móc xích. Đến hàng móc viên thứ hai mình cũng sử dụng mũi đơn để móc và hàng này mình sẽ tạo một cái khoảng trống để các bạn có thể cài cái phần nút lại ha. Mình sẽ chọn một mặt là mặt phải nè. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ móc cho đến cái điểm nằm chính giữa của cái mặt mà các bạn chọn nha. Sau khi mình móc được đến cái chân móc nằm chính giữa của cái mặt trước rồi thì lúc này các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích. Sợi dây này nó sẽ có chiều dài vừa đủ khi mình gặp đôi lại. Ta sẽ quàng qua được đến cái phần mà mình cài nút ở bên này ha. Sai này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 10 mũi móc xích ha. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoàn tất được 10 mũi móc xích rồi đâm kim vào chân của cái mũi kế bên móc một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ móc các mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Khi móc đến cái điểm kết thúc rồi thì đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi giờ để mình kết thúc cái vòng này ha. Ta sẽ có được phần thân túi như thế này, Lúc này các bạn sẽ giống cho mình và mình móc một sợi dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để khi mình nối qua bên này nó vừa đủ để mình có thể đeo vào trong người ha. Kích thước này thì tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Nếu các bạn muốn xách thay thì có thể móc ngắn hơn hoặc là muốn đeo thì móc dài ha. Khi mình đã hoàn tất được sợi dây rồi mình sẽ đâm kim vào chân đối diện bên này, móc vào đó một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len Sợi len lúc này đang nằm ở mặt phải, mình sẽ đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc ta vừa móc buổi giờ kết thúc, sau đó kéo cái sợi len ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Thì mình sẽ hoàn tất được phần thân túi với cái dây đeo chéo như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn móc cái họa tiết trang trí ha. Ở đây thì mình sẽ móc hai quả cherry trang trí phía trước. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu khi có được 6 mũi rồi nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một buổi móc xích, vòng đầu tiên hoàn tất tạo ra sáu chân cho vòng thứ hai, hút thật mạnh lại cho vòng tròn nhỏ lại ha. Vòng móc thứ hai móc cho mình vào 6 chân móc mình vừa tạo đó, mỗi chân hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu ha, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết vòng chân thứ sáu móc hai mũi móc đơn nè sau khi móc kết thúc vòng thì vòng này mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn ha đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích thì đối với quả cherry của mình sẽ dừng lại ở cái độ rộng như thế này rồi thì hai hàng kế tiếp các bạn sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa mình sẽ móc hai hàng đều ha mỗi hàng mình sẽ có 12 mũi móc đơn vào 12 chân móc thì lúc này các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn và không có chân móc tăng nhé móc tương tự cho đến cuối vòng và thêm một hàng như vậy nữa sau khi đã hoàn tất được hai hàng móc đều không tăng mũi rồi nè thì đến hàng kế tiếp các bạn sẽ giảm mũi cho mình và trước khi giảm mũi thì mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho quả cherry của mình nó có cái độ cứng cáp hơn ha lúc này hàng cuối cùng của mình đang có là 12 mũi móc tạo ra 12 chân các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi chậm liên tiếp thì các cái mũi chậm của mình sẽ móc như sau ta đâm kim vào đường bên ngoài của chân đầu tiên sau đó luồn kim ra bên ngoài đâm kim vào chân bên ngoài của chân kế tiếp kéo qua hai cái chân mà mình vừa đâm kim ha kéo lên qua nè sau đó kéo qua hai chân trên kim ta có được một mũi chậm đầu tiên ha móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta sẽ có tổng cộng là 6 cái chân móc như thế này ha mũi chậm thứ hai nè đâm kim vào đường móc bên ngoài của chân kế tiếp kéo qua hai cái chân móc này sau đó kéo qua hai đường trên kim ta được mũi thứ hai tiếp tục mũi thứ ba đâm kim vào đường móc bên ngoài của hai chân liên tiếp làm tương tự cho đến hết Sau khi móc cho mình được đến cuối vòng rồi nè thì đâm kim vào chân của mũi chậm đầu tiên, móc một mũi dời. Lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len. Mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài ha. Các bạn có thể sử dụng đầu kim móc hoặc là kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Và mình sẽ lần lượt đâm kim từ ngoài vào trong sáu cái đường móc nằm bên ngoài của sáu chân móc này nè. Đường móc bên ngoài nhé. 6 chân chân đầu tiên nè tiếp tục chân thứ hai chân thứ ba chân thứ tư chân thứ năm và chân thứ sáu sau đó mình sẽ guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại và giấu cái sợi len thưa vào bên trong ha Như vậy là mình sẽ hoàn tất được hai cái quả cherry như thế này. Đây. Bây giờ mình sẽ móc phần lá và cuốn. Tạo cho mình một nút. Có được một nút rồi mình sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm ở trên đỉnh của một quả cherry đầu tiên ha. Kéo nút vừa tạo qua cái chân móc này. Từ đây móc lên cho mình 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. 5 mũi này là cái chiều dài của phần cuốn ha. Tiếp tục móc lên cho mình 6 mũi móc xích nữa. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 6 mũi này sẽ là chiều dài của phần lá ha. Móc tiếp lên một mũi móc xích. Chân thứ sáu đó móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ năm móc một mũi nửa kép, Chân thứ tư móc một mũi kép đơn. Chân thứ ba móc một mũi kép đơn. Chân thứ hai móc một mũi nửa kép. Và chân đầu tiên của phần lá móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó các bạn sẽ đưa cho mình cái quả cherry và cuốn nè, nằm chính giữa kim với sợi len, đẩy qua một bên như thế này, móc lên một mũi móc xích và tiếp tục mình sẽ làm ngược lại theo cái hướng mà mình đang móc ha. Mình sẽ có hai mũi móc đơn vào chân thứ sáu nè. Tiếp tục sẽ làm ngược lại với các cái chân bên này. Chân mình móc mũi gì thì bây giờ các bạn sẽ móc mũi đó ha. Một mũi nửa kép nè. Sau đó là hai mũi kép đơn. Tiếp tục sẽ làm một mũi nửa kép. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc Đến cái điểm kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó từ đây mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc mà mình móc các cái mũi móc á. Đây vào cái chân móc này chính giữa này nè. Mỗi chân cứ móc một mũi dời để mình tạo cái phần gân lá chính giữa ha. Mũi dời đầu tiên. Mũi dời thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm mũi thứ sáu ta được cái phần gân lá chính giữa rồi nè móc lên một mũi móc xích để khóa lại ha từ đây mình sẽ tiếp tục móc lên khoảng tầm 6 mũi móc xích để tạo cái lá thứ hai thì các bạn cũng móc lên cho mình là 6 mũi móc xích trước nè mình sẽ làm tương tự giống cái phần lá mà mình vừa móc ha được 6 mũi tạo độ dài cho phần lá tiếp tục móc lên một mũi chân đầu tiên móc hai mũi đơn chân thứ hai móc một mũi nửa kép chân thứ ba móc một mũi kép đơn chân thứ tư một mũi kép đơn chân thứ năm một mũi nửa kép chân thứ sáu móc hai mũi móc đơn cùng chân móc sau đó đẩy hết cái phần lá và cuốn của quả cherry vào chính giữa kim với sợi len ẩy qua một bên như thế này sau đó móc lên một mũi móc xích. Mình tiếp tục móc ngược lại ha. Hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Sau đó là một mũi nửa kép. Tiếp tục là hai mũi kép đơn vào hai chân móc liên tiếp. Một mũi nửa kép vào chân kế bên. Hai mũi móc đơn vào chân cuối cùng. đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó tiếp tục dùng mũi dời móc cho mình vào sáu chân của cái phần lá tạo đường gân hả một mũi dời thứ hai dời thứ ba mũi dời thứ tư mũi dời thứ năm mũi dời thứ sáu sau đó móc lên một mũi móc xích để khóa lại và các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích để mình tạo cái độ dài cho cái phần cuốn ha 1 2 3 4 và 5 ta đâm kim vào cái quả cherry còn lại và cái vị trí nằm chính giữa trên đỉnh ha móc vào đây một mũi dời và móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len mình dùng kim khâu hoặc là đầu kim móc cũng được các bạn sẽ giấu cho mình hai cái đầu len thừa vào trong cái quả cherry ha sau khi hoàn tất cho mình rồi thì các bạn khâu cho mình nút ở chính giữa của phần lá sau đó mình sẽ khâu luôn cái phần nút và lá này vào trong phần thân túi đây là phần miệng túi nè các bạn có thể để điện thoại hoặc là một số phụ kiện cá nhân vào bên trong, sau đó ta khóa lại ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn móc một cái mẫu túi đựng điện thoại hình hoa xinh xắn như thế này. Khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.